xôn xao bức thư vận động học sinh xem phim Đất rừng phương Nam. Bức thư ngỏ của trường Trung học cơ sở Đồng Khởi, quận 1, TP, Hồ Chí Minh liên quan đến việc tổ chức hoạt động trải nghiệm tích hợp liên môn đang gây nhiều ý kiến trái chiều. Một bức thư ngỏ do hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Đồng Khởi, bà Hồ Thị Ngọc Sương, ký tên gửi phụ huynh học sinh khối 8, 9 của trường về việc tổ chức hoạt động trải nghiệm tích hợp liên môn đang gây nhiều ý kiến trái chiều. Nội dung bức thư nêu, thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động trải nghiệm với nhiều hình thức đa dạng, nay nhằm giúp học sinh tiếp cận việc đọc sách với tác phẩm Đất rừng phương Nam thông qua điện ảnh để trải nghiệm. Giáo viên nhóm ngữ văn, lịch sử, địa lý, giáo dục địa phương và nghệ thuật tổ chức tiết trải nghiệm liên môn ngoài nhà trường với chủ đề Vẻ đẹp quê hương, cuộc sống muôn màu nhằm khơi gợi những tình cảm tốt đẹp trong học sinh được tổ chức vào thứ Ba, ngày 24 tháng 10 năm 2023 tại Sineta Quốc Thanh. Bức thư ngỏ hiện đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Đáng nói việc học tập trải nghiệm, tiết học ngoài nhà trường theo quy định là tùy nhu cầu và tự nguyện của phụ huynh. Khi tổ chức học tập trải nghiệm, tiết học ngoài nhà trường, các cơ sở giáo dục phải xây dựng phương án học tập tương đương cho các em học sinh không tham gia được học tập tại trường hoặc tại nhà. Nhiều phụ huynh phản ánh thư ngỏ của nhà trường đã không đảm bảo hai yêu cầu trên. Chưa nói đến bộ phim được nhắc đến những ngày qua đang gây nhiều tranh cãi. Liên quan đến sự việc này, trao đổi với ông Võ Cao Long, trưởng phòng giáo dục đào tạo quận 1, cho hay phòng đã nắm được việc trường Trung học cơ sở Đồng Khởi có thư ngỏ học sinh đi xem phim Đất rừng phương Nam. Phòng giáo dục đào tạo quận 1 sẽ yêu cầu trường Trung học cơ sở Đồng Khởi thu hồi việc này. Đất rừng phương Nam, phiên bản điện ảnh do Nguyễn Quang Dũng đạo diễn. Phim kế thừa và phát triển từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đoàn Giỏi cũng như phiên bản truyền hình đã rất thành công năm 1997 của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn. Tuy nhiên hiện nay, ngay sau các suất chiếu đầu tiên, phim điện ảnh Đất rừng phương Nam nhận được nhiều phản hồi trái chiều. Trước các ý kiến này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã yêu cầu Cục Điện ảnh thẩm định lại bộ phim. Cục Điện ảnh đã làm việc với đại diện của nhà sản xuất Đất rừng phương Nam vào chiều ngày 14 tháng 10. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.